Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình tìm lại được một cái video mình đã quay từ rất lâu rồi. Mình chưa up lên YouTube bao giờ cả. Thì hôm nay mình sẽ đăng lại về cái vấn đề đấy là hướng dẫn tắm cho rùa cạn bằng xà bông. Thực ra thì cái việc mà tắm cho rùa cạn thì chúng ta không nên lạm dụng quá nhiều, chỉ lúc nào thực sự cần thiết. Như mình cái hôm đấy mình phải tắm cho bọn nó, tại vì ở trong đàn có một con bị herpes, thế nên là phải vệ sinh sạch sẽ để diệt khuẩn. Chứ còn bình thường thì mình không cần phải tắm, rùa cạn chỉ cần ngâm để cho nó đi ị cho nó dễ thôi, với cả làm cho nó ẩm mai một chút là được. Còn thỉnh thoảng lâu lâu vài tháng hoặc là khi mà có biến cố gì đấy, ví dụ như trong đàn có một con bị bệnh thì mình sẽ tắm bằng xà bông cho nó để cho nó sạch sẽ diệt khuẩn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao tắm cho nó vừa sạch sẽ mà không ảnh hưởng đến con rùa. Thì như các bạn thấy là lúc đầu mình sẽ phải đặt cái vòi hoa sen mở ở cái chế độ nhẹ thôi, không nên phun nước quá mạnh. Sau đó mình tráng qua một lượt, mình dùng tay nhá, mình kỳ chà chà nhẹ vào chân này, mai với yếm của nó, mà phải tuyệt đối là không được để nước bắn vào mặt, vào mắt, vào mũi nó. Đấy là một điều rất là quan trọng. Nếu mà các bạn tắm như này không cẩn thận mà chẳng may nước nó xối thẳng vào mặt nó thì rất dễ dẫn đến là con rùa của chúng ta sẽ bị viêm phổi hoặc là bị ngạt mũi. Vì thế mình không khuyến khích tắm cho chúng nó thường xuyên mà chỉ thỉnh thoảng thôi. Và tắm thì phải hết sức cẩn thận. Sau đó mình lấy một ít xà bông, mình đang dùng Lifebuoy, thì mình chấm một hạt vào yếm và một hạt vào mai, xong lấy bàn chải chà nhẹ, chà cực kỳ nhẹ thôi. Đấy, chà cả vào chân của chúng nó luôn, nhưng mà tuyệt đối đừng để dính lên đầu. Chà các ngóc ngách, cứ như thế thôi. Chà thật là nhẹ, sau đó lại xả lại bằng nước. Xả bằng nước thì cũng chú ý là để nước nó trôi về phần cuối nhá, về phần đuôi nhá. Nên đừng để nước nó trôi về phần đầu, các bạn dốc ngược nó xuống ấy, thì khi bạn xả nước thì nước xà bông nó lại chảy xuôi xuống phần đầu, thì nó sẽ dính vào mắt mũi của nó, nên các bạn phải để ngược nó lên để cho nước xả nó sẽ chảy xuống phần đuôi. Sau đó mình sẽ cũng lại lấy tay xoa nhẹ dần dần để cho nó hết cái xà bông đi. Sau đó mình sẽ đặt riêng ra một chậu nhựa. Như ở đây mình đang phải tắm cho cái đàn này cũng khá là nhiều ấy, cũng tầm 5-6 con. Hồi đấy mình đang nuôi hai con sun to, hai con sun bé, một con rùa cherry head, cả một con rùa sao Ấn Độ. Đấy, đây là khi mình xả nước cho nó này, mình phải để đầu nó hướng lên trên, không để nước trôi xuống dưới được. Xả nước thì cũng chả nhẹ nhẹ đi cho nó hết những cái xà phòng bám trên người, như kiểu mình tắm xong mình tráng đấy. Làm mọi thứ về hết sức cẩn thận nhé. Bọn rùa cạn này nó khá là nhạy cảm, nó không như rùa nước. Rùa nước mình có thể quăng quật, mình tắm, mình lấy vòi xịt, mình xịt khắp người. Nhưng bọn rùa cạn này mà dính nước vào mắt, vào mũi, vào mắt thì nó dễ bị đau mắt, mà vào mũi, vào mồm thì dễ bị phổi, dễ bị sổ mũi các kiểu. Với cả một cái chú ý nữa đấy là phải dùng nước ấm, nếu mà dùng nước lạnh thì cũng dễ bị viêm phổi á. Kỳ cọ cẩn thận hơn cả tắm cho em bé. Còn đây là em rùa sao Ấn Độ. Con rùa sao Ấn Độ này rất là đẹp nhé. Tiếc quá hồi đấy mình đang nuôi xong rồi lại bán đi mất, giờ tìm lại khá là khó. Con này đẹp lắm, các bạn thấy không? Trên mai nó lấp lánh như những ánh sao ấy. Người ta gọi là rùa sao Ấn Độ.
Đây, sau khi mình tắm xong cho các cháu rồi, mỗi đứa ở một khay nhựa riêng. Sau đó chúng ta phải để cho nó nằm nghỉ ngơi thật là khô rồi hẵng cho vào chuồng nhé. Chúc các bạn có những em rùa cạn thật là khỏe mạnh. Bây giờ thì hẹn gặp các bạn ở những video sau. Bye bye!